Xin chào các bạn, mình là Hữu Khang, rất vui được đồng hành cùng các bạn trong bản tin tuần Văn Lang News số 46. Bản tin được phát sóng vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên fanpage và YouTube của trường đại học Văn Lang. Đây là nơi để cung cấp những tin tức mới nhất về đời sống sinh viên và các sự kiện nổi bật của đại gia đình Văn Lang trong suốt một tuần vừa qua. Mở đầu bản tin tuần này là một tin vui về hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực du lịch, kỹ thuật và kiến trúc. Bên cạnh đó, các hội thảo khoa học do nhà trường tổ chức diễn ra vô cùng sôi nổi. Mời các bạn cùng Hữu Khang điểm lại những tin tức này ngay sau đây nhé. Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Viện Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Văn Lang ký thỏa thuận hợp tác với khách sạn Intercontinental Sài Gòn. Hai đơn vị thỏa thuận các nội dung hợp tác bền vững trong hoạt động giáo dục, thực hiện mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn đầu ra vượt trội theo các chương trình đào tạo của viện, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khách sạn Intercontinental Sài Gòn nói riêng và thị trường lao động nói chung. Văn Lang News xin chúc mừng sự hợp tác đầy hứa hẹn giữa Viện Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Văn Lang và khách sạn Intercontinental Sài Gòn. Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Khoa Kiến trúc và Khoa Kỹ thuật Cơ điện và Máy tính ký thỏa thuận hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn Kernier. Theo thỏa thuận, công ty trách nhiệm hữu hạn Kernier sẽ phối hợp với Văn Lang tổ chức các buổi hội thảo, workshop, seminar học thuật, các cơ hội thực tập và làm việc tại đơn vị. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiến hành cung cấp kiến thức nền tảng hữu ích như BIM và kỹ năng sử dụng các phần mềm SketchUp, Tekla Structures vào chương trình đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cũng như cơ hội việc làm chất lượng cho sinh viên sau khi ra trường. Xin chúc mừng khởi đầu thuận lợi, nhiều tiềm năng phát triển giữa các đơn vị. Ngày 17 tháng 6 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, thành viên Tập đoàn Giáo dục Văn Lang. Theo thỏa thuận hợp tác, hai đơn vị sẽ triển khai hợp tác các chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác phát triển đội ngũ nguồn nhân lực, tổ chức các hội thảo, hội nghị về đào tạo đảm bảo chất lượng, khởi nghiệp cho sinh viên, hợp tác và phát triển các giá trị lợi ích gia tăng cho người học. Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Khoa Công nghệ Ứng dụng và Viện Khoa học Công nghệ Ứng dụng đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp, phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ thẩm mỹ, công nghệ thực phẩm và nông nghiệp công nghệ cao, với sự có mặt của hơn 20 tập đoàn doanh nghiệp đến tham dự. Các khách mời đã cùng nhau tham gia đa dạng các hoạt động như chương trình giao lưu văn nghệ, trình bày 10 báo cáo khoa học và tham luận từ các doanh nghiệp, tọa đàm hướng nghiệp. Trường Đại học Văn Lang cũng đã ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với các tổ chức, tập đoàn hướng đến mục tiêu mang lại cơ hội học tập, trải nghiệm cho các bạn cộng đồng sinh viên Văn Lang. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đã trao tặng hơn 40 suất học bổng khuyến khích cho các bạn sinh viên Văn Lang. Văn Lang News xin chúc mừng sự kiện ý nghĩa này của Khoa Công nghệ Ứng dụng Trường Đại học Văn Lang. Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Khoa Quan hệ Công chúng Truyền thông tổ chức lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 24 ngành quan hệ công chúng. Buổi báo cáo diễn ra với hai hội đồng cùng 9 đề tài liên quan đến các lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, thương hiệu. Các đề tài được trình bày một cách khoa học, cung cấp nhiều thông tin có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn. Các bạn sinh viên đã vận dụng kiến thức trong suốt 4 năm học và những kiến thức nghiên cứu khoa học để có thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình. Xin chúc mừng những nỗ lực của tất cả các bạn sinh viên BR. Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Khoa Mỹ thuật và Thiết kế tổ chức buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp dành cho 7 sinh viên ngành thiết kế công nghiệp. Các đồ án được hội đồng đánh giá đa dạng về đề tài, có tính sáng tạo, tiện ích sử dụng. Nhiều đồ án có tiềm năng phát triển thành sản phẩm thương mại. Đặc biệt chúc mừng bạn Vũ Phan Hoài Nhi, thủ khoa đồ án tốt nghiệp ngành thiết kế công nghiệp đợt tháng 6 năm 2022 với bộ sản phẩm nội thất lắp ghép. Hoài Nhi được hội đồng đánh giá rất cao khi sáng tạo ra thiết kế khớp nối giữa các thành phần trong sản phẩm nội thất. Trong một khoảng thời gian vừa qua em làm tốt nghiệp á, không chỉ là mình thiết kế một cái khớp nối không, mà còn nhiều những cái xung quanh, ngay chỉ đơn giản là những cái trình bày báo cáo lên cho đúng thủ tục của một cái bài tốt nghiệp á, nó cũng đã ngốn biết bao nhiêu thời gian rồi. Thì cái thời gian để mình đầu tư cho cái khớp á không quá nhiều, nên thành ra là đây mới chỉ gọi là mẫu thử đầu tiên thôi. Và em hy vọng là sau cái này thì cái niềm đam mê của em vẫn còn. Em rất là thích chế chéo những cái những cái khớp kết nối với nhau hơi kỹ thuật một xíu. Đó là niềm đam mê của riêng mình, và hy vọng là niềm đam mê này vẫn sẽ đồng hành với em mãi, không có lụi tàn ngày nào hết, để sau này là em có đi làm cho công ty chẳng hạn
nhưng mình vẫn có một cái khoản riêng của mình, mình đầu tư, mình nghiên cứu thêm để rồi mình có cái sản phẩm của cá nhân mình, thì đó cũng là một cái niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Văn Lang News xin chúc mừng thành quả nỗ lực của các bạn sinh viên ngành thiết kế công nghiệp. Tuần qua, các hoạt động workshop, hội thảo chuyên đề và rèn luyện kỹ năng mềm thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn sinh viên. Hãy cùng Hữu Khang điểm lại những tin tức này ngay sau đây nhé. Ngày 11 tháng 6 năm 2022, Phòng Quan hệ Đối ngoại và Khoa Quan hệ Công chúng Truyền thông đã phối hợp với các đối tác nước ngoài tổ chức sự kiện Global Citizen Experience, trải nghiệm công dân toàn cầu, cung cấp thông tin về chương trình top up của ngành quan hệ công chúng của Đại học Waikato New Zealand và Đại học Trieu Mỹ. Tại sự kiện, các bạn sinh viên đã được lắng nghe những chia sẻ về môi trường, xã hội cũng như những chính sách học tập, chi phí, học bổng. Qua sự kiện, mong rằng các bạn sinh viên PR sẽ có thêm những thông tin hữu ích trong việc lựa chọn, nâng cao vốn kiến thức và phát triển con đường học thuật của mình. Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên phối hợp cùng các đơn vị tổ chức talk show FinnoPost với chủ đề Fintech and Innovation, Fintech và đổi mới sáng tạo. Tại talk show, các bạn sinh viên được tìm hiểu về tư duy và tâm thế khi khởi nghiệp, làm thế nào để khởi nghiệp bền vững thị trường ngành thương mại điện tử. Bên cạnh đó, những thông tin hữu ích về cuộc thi Finnovation 2022 cũng được phổ biến với các bạn sinh viên tham gia, truyền động lực cho các bạn sinh viên đang ấp ủ dự án khởi nghiệp tiến gần hơn đến ước mơ của mình. Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên phối hợp cùng VILC tổ chức workshop Winner in Relationship Skilling, trang bị những kỹ năng quan trọng cho các bạn sinh viên trước khi bước vào thị trường lao động. Tại buổi workshop, các bạn sinh viên đã tìm hiểu và mở rộng mảng kiến thức ở lĩnh vực tài chính, cũng như chia sẻ những kỹ năng quan trọng trong việc phát triển và mở rộng mối quan hệ khách hàng. Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Trung tâm Phát triển Năng lực Sinh viên tổ chức buổi workshop IELTS trong tay trên ngày Việt chất, giúp các bạn sinh viên củng cố thêm những kiến thức, kinh nghiệm trong hành trình chinh phục tiếng Anh nói chung và IELTS nói riêng để có thể nắm bắt cơ hội việc làm, chứng minh bản thân trước mặt nhà tuyển dụng. Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Thư viện Trường Đại học Văn Lang tổ chức talk show Đọc sách và con đường gian nan vạn dặm với sự tham dự và trình bày của diễn giả Nguyễn Quốc Phương, tác giả của hàng chục tựa sách và dịch, đạt giải sách hay năm 2020. Các bạn sinh viên cùng với khách mời đã chia sẻ những câu chuyện thú vị và trải nghiệm đáng nhớ liên quan đến việc đọc sách. Talk show là hoạt động để lan tỏa văn hóa đọc, phát triển khả năng tự đọc, tự học suốt đời của cộng đồng sinh viên Văn Lang. Tuần vừa qua, đại gia đình Văn Lang ghi dấu ấn mạnh mẽ trong các cuộc thi dành cho sinh viên và cựu sinh viên trong các lĩnh vực thể thao, esports, thiết kế thời trang. Trong bản tin tuần này, hãy cùng Hữu Khang gặp gỡ những gương mặt Văn Lang tài năng này nhé. Ngày 12 tháng 6 năm 2022, giải điền kinh hội thao cựu sinh viên 2022 chính thức được phát động với thông điệp chạy vì sức khỏe, chạy để kết nối. Ngoài sự tham gia của các anh chị cựu sinh viên, giải điền kinh năm nay còn mở rộng quy mô dành cho thầy cô, cán bộ nhân viên nhà trường. Hội thao cựu sinh viên 2022 không chỉ là cơ hội để các anh chị cựu sinh viên nâng cao sức khỏe mà còn thắt chặt tình bạn, tình anh em, kết nối cộng đồng sinh viên Văn Lang qua các thế hệ. Chúc hội thao những mùa sau sẽ phát triển hơn nữa, là sân chơi bổ ích dành riêng cho cộng đồng cựu sinh viên Văn Lang. Tháng 6 năm 2022, sinh viên trường đại học Văn Lang cùng 15 trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau tranh tài tại giải Taekwondo sinh viên truyền thống trường đại học Văn Hiến lần thứ 6 năm 2022. Sinh viên Văn Lang xuất sắc đạt được loạt giải thưởng quan trọng: một huy chương vàng hạng mục đối kháng nam, một huy chương bạc hạng mục quyền đơn nam và 3 huy chương đồng hạng mục quyền đồng đội nam. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Ngày 12 tháng 6 năm 2022, vòng bán kết cuộc thi Ra Khơi 2022 Bring Your Ideas to Life với sự tham gia của 26 mentors và 60 sinh viên là thành viên của 21 đội thi được chọn ra từ vòng sơ khảo. Các đội đã trải qua 2 vòng thi, hồ sơ kinh doanh và vòng đối đầu để trình bày dự án và thuyết phục ban giám khảo. 7 đội thi xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng chung kết đã chính thức lộ diện, ứng dụng Metaverse để quảng bá lĩnh vực dịch vụ F&B, hệ thống phòng trọ do Second Family, app thể thao điện tử Pro ES, ứng dụng Get 50, trào túi lọc lá vối, bộ thiết bị gắn kết tái sử dụng chai nhựa và ứng dụng thông tin mua hàng Văn Lang Go. Chúc các dự án sẽ tỏa sáng tại vòng chung kết nha!
ngày 15 tháng 6 năm 2022, chung kết giải đấu liên quân mobile lớn nhất dành cho các bạn sinh viên với hai nội dung dành cho sinh viên nam và sinh viên nữ. Đội tuyển nữ Văn Lang bước vào vòng chung kết với đội tuyển nữ Đại học Thăng Long. Trong trận đấu đầy cảm xúc, Đại học Thăng Long chiến thắng với tỷ số 3-2, đội tuyển Đại học Văn Lang về đích với vị trí Á quân giải đấu. Văn Lang xin chúc mừng các cô gái của đội tuyển Văn Lang, chúc các bạn sẽ càng mạnh mẽ, tỏa sáng hơn trong giải đấu sắp tới. Ngày 14 tháng 6 năm 2022, đêm trình diễn trang phục dân tộc Miss Universe Việt Nam, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 quy tụ 41 trang phục dân tộc được thiết kế công phu, hoành tráng đến từ các sinh viên của các trường đại học. Trong đó, tập thể sinh viên trường Đại học Văn Lang xuất sắc có 5 trên 10 trang phục lọt top 10 chung cuộc. Bạn Phan Xuân Dầu, sinh viên khóa 26 ngành thiết kế thời trang, xuất sắc đạt giải nhì với bộ trang phục bánh tráng, lấy ý tưởng từ món ăn được người dân mọi miền và khách quốc tế yêu thích. Giải 3 thuộc về bạn Nguyễn Minh Khôi, sinh viên khóa 27 ngành thiết kế thời trang với bộ trang phục tôm tre mỹ nghệ. Thiết kế được lấy ý tưởng từ sản phẩm tôm hùm thủ công làm từ thân tre của làng nghề thủ công mỹ nghệ Bình Định. Bên cạnh đó, sinh viên thời trang Văn Lang đạt giải tập thể xuất sắc nhất cuộc thi. Chúc mừng thầy trò khoa mỹ thuật và thiết kế trường Đại học Văn Lang với thành tích ấn tượng tại cuộc thi Miss Universe Việt Nam. Những thiết kế ấn tượng của các bạn sinh viên Văn Lang tại cuộc thi trang phục dân tộc Miss Universe Việt Nam 2022 cũng đã khép lại bản tin Văn Lang News số 46 tuần này. Các bạn nhớ đón xem bản tin trên fanpage và YouTube của trường Đại học Văn Lang nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tuần Văn Lang News số tiếp theo.